gặp nhau trong phần tiếp theo của bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, dự án xây đảo nhân tạo làm resort cao cấp ở thiên đường du lịch Bali của Indonesia đã vấp phải sự phản đối của người dân. Cuộc biểu tình chống dự án này được coi là cuộc biểu tình lớn nhất từ trước đến nay trên đảo Bali. Không ồn ào nhưng đầy tức giận, người dân đảo Bali đã tụ tập từ đường phố đến bãi biển để biểu tình phản đối dự án xây đảo nhân tạo với kinh phí 15 tỷ đô la. Người biểu tình kỳ vọng sẽ cứu được Vịnh Benoa. Vịnh Benoa là khu vực thiêng liêng đối với người theo đạo Hindu trên đảo Bali. Vì vậy, nó cần phải được giữ gìn. Mặt khác, đây cũng là khu vực nhạy cảm vì ở đây có hồ nước chính của thành phố. Dự án khai hoang và lấn biển có diện tích 700 hectare, bao gồm xây đảo nhân tạo để làm resort cao cấp, trung tâm thương mại và cả công viên giải trí. Nhiều chuyên gia môi trường cảnh báo dự án này có thể làm mất cân bằng hệ sinh thái và gây ra ngập lụt. Dự án này chiếm 80% diện tích cả vùng vịnh. Tôi cho rằng sẽ có chuyện không tốt lành xảy ra, đặc biệt là khi nó tác động đến nguồn nước sạch đổ vào từ 5 con sông trong khu vực. Bali được coi là thiên đường du lịch của Đông Nam Á. Năm ngoái, hòn đảo này đón 4 triệu du khách quốc tế, một con số đầy triển vọng đối với các doanh nghiệp ngành du lịch. Chính quyền địa phương ủng hộ dự án này. Khắp nơi trên thế giới đều có những dự án khai hoang lấn biển. Singapore họ đã làm thế, Hà Lan cũng làm thế với cả một tỉnh. Họ có chìm không? Rõ ràng là không. Lý lẽ này có lẽ chưa đủ thuyết phục người biểu tình Bali. Họ hy vọng tiếng nói của mình có thể ngưng dự án này lại. Một chuỗi cửa hàng pizza ở New Zealand vừa tuyên bố sẽ trở thành doanh nghiệp đầu tiên cung cấp dịch vụ giao pizza bằng drone, tức là máy bay không người lái, thưa quý vị. Hôm 25 tháng 8, chuỗi Domino's Pizza vừa tổ chức trình diễn một màn giao nhận pizza bằng drone ở thành phố Auckland, New Zealand. Domino's dự kiến sẽ là doanh nghiệp đầu tiên cung cấp dịch vụ này kể từ cuối năm nay. Các tập đoàn lớn trên thế giới như Amazon hay Google trước đó cũng đã tuyên bố sẽ hợp tác phát triển dịch vụ giao hàng bằng drone. Chính phủ các nước Mỹ, Anh, Úc và New Zealand cũng đang hoàn thiện cơ sở pháp lý để thúc đẩy hoạt động của loại máy bay không người lái này. Tháng trước, chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ở Mỹ cũng tuyên bố là chuỗi bán lẻ đầu tiên thí điểm giao hàng bằng drone, với kiện hàng đầu tiên giao được là một combo có cà phê, bánh vòng và sandwich gà. Với bầu trời trong xanh và dân số chỉ có 4,4 triệu người, năm ngoái New Zealand đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên cho phép phát triển drone. Một số hãng sản xuất drone cho biết, dù luật lệ của New Zealand khá cởi mở, nhưng dịch vụ của Domino's vẫn phải đảm bảo vận hành drone an toàn, không vướng dây điện, không vướng giao thông và không ảnh hưởng đến người đi đường. Domino's cho biết sắp tới sẽ thí điểm ở cả Úc, Bỉ, Pháp, Hà Lan, Nhật Bản và Đức. Trung tâm nghiên cứu rủi ro châu Á Thái Bình Dương ABRC vừa công bố một báo cáo cho thấy tình trạng già hóa dân số ở châu Á có thể khiến cho châu lục này tốn đến 20.000 tỷ đô la chi phí y tế từ nay đến năm 2030. Theo nghiên cứu của ABRC, vào năm 2030, châu Á sẽ có hơn 200 triệu người trên 65 tuổi. Chi phí phúc lợi y tế dành cho người già vào mỗi năm có thể lên đến 2 tỷ rưỡi đô la một năm, gấp 5 lần so với năm 2015. Theo ABRC, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang có tốc độ già hóa dân số cao nhất thế giới. Cách đây mấy mươi năm, châu Á được biết đến là khu vực bùng nổ dân số trẻ, tạo ra lực lượng lao động hùng hậu với chi phí nhân công rất rẻ. Tuy nhiên, thời kỳ đó đã qua. Giới trẻ ngày nay không còn mấy hào hứng với việc lập gia đình hay sinh con đẻ cái. Nhật Bản là quốc gia có dân số già nhất, với tỷ lệ người già chiếm đến 28% dân số. Còn ở Hồng Kông, Hàn Quốc và Đài Loan, tỷ lệ này là 20%. ABRC cảnh báo, chính phủ các nước sẽ cần phải đầu tư rất mạnh cho phúc lợi xã hội với tốc độ già hóa dân số nhanh như thế này. Kính thưa quý vị, tập đoàn Lotte của Hàn Quốc ngày hôm qua 26 tháng 8 đã chính thức xác nhận thông tin Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lee In-won vừa đột ngột qua đời. Ông Lee đang là nhân vật bị cảnh sát điều tra vì liên quan đến những mờ ám quanh các bản hợp đồng kinh doanh của tập đoàn. Tập đoàn Lotte hôm ngày 26 tháng 8 đã chính thức gửi văn bản thông báo về cái chết của Phó Chủ tịch Lee In-won đến cảnh sát và giới truyền thông. Tuy nhiên, đại diện tập đoàn lớn thứ năm này của Hàn Quốc không công bố chi tiết về nguyên nhân qua đời của ông Lee. Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn một nguồn tin không chính thống cho biết, ông Lee được phát hiện đã chết trên một lối đi bộ bên ngoài thủ đô Seoul hồi sáng ngày 26 tháng 8. Cảnh sát hiện đã vào cuộc điều tra về nguyên nhân cái chết. Cơ quan chức năng đã bắt đầu điều tra tài chính tập đoàn gia đình Lotte từ tháng 6 vừa qua và Phó Chủ tịch Lee là một trong những nhân vật có liên quan. Theo lịch, đáng lý ông Lee sẽ phải đối mặt tại đồn cảnh sát để thẩm vấn vào sáng ngày 26 tháng 8, tức là đúng ngày thi thể ông này được tìm thấy. Và tiếp nối bản tin, xin mời quý vị cùng cập nhật những nội dung nổi bật sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh cấm xe tải lưu thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất kể từ ngày 10 tháng 9. Thị trường bất động sản Việt Nam hưởng lợi nhờ hoạt động M&A sôi nổi.